vô cùng sáng tạo. Có những đứa con gái nó xinh xắn này, có khi nó chả nói thì nó cứ lên nó lè lưỡi, chậm mắt nữa, múa may quay cuồng, cũng rất nhiều người xem. Có thân mơ. Hôm nay chị già rồi, chị thấy là chuyện có vẻ rất phiếm, nhưng rất nhiều đứa chỉ có lên làm vui vui, cực kỳ nhiều người xem. Nên là không biết cách nào là đúng này, các bạn phải thử. Còn tất nhiên là có người thì tính cách, rồi có người nghề nghiệp, người ta không cho phép. Ngày xưa tôi biết có một đứa lại xin phép nói trước, vụ này hơi bị sốc. Anh học tôi thì cái vụ này kể sinh hoạt luôn, cực kỳ sốc. Xin phép chơi, nó vừa cho con bú vừa live stream. Mà con bé nó đẹp quá trời luôn. Bọn nó xem kích vô hạn luôn anh chị ạ. Lượt xem toàn 100.000 view. Thế thì con bé nó cực kỳ đẹp. Nó cứ live stream cho con bú, chả mặt gì cả. Mà chúng nó cứ vào cái live stream đấy, chúng nó cứ chửi con bé. Tội ghê. Đối với tôi, đi đi xem không nói gì cả. Rất men lì đúng không ạ? Đi đi xem không nói gì cả. Lượt xem cực kỳ nhiều. Facebook của nó, một tuần, hai tuần, lên mấy 100.000 theo dõi. Thôi, sau một tháng nghỉ giải nghệ, không cho bác đi nữa. Giả con. Đúng không? Con đi thuê mà. Bắt đầu quay ra. Ai là đứa theo dõi cái Facebook đấy? Toàn nam giới bán xịt giàu ngay đơn giản đó, khởi nghiệp vốn không đồng, doanh số cực cao. Nào đây đơn giản nhất, bán đồ đó làm được chưa? Phức tạp hơn nữa, bán gì thì bán kỹ đi. 500.000 theo dõi thầy Phan Anh nhìn rõ rãi luôn. Vì thầy biết đủ thứ trên đời mới có được 30.000 bạn. Nhưng mà tất nhiên đến nói vui thế, không phải chúng ta ai cũng làm được cách như vậy. Cách đấy là quá kinh hoàng luôn. Nhưng mà tôi thích. Bây giờ một số mẹ cũng thấy bài này hay, có thể áp dụng. Chẳng thấy ai xem cả. Chẳng thấy ai xem thì chỉ thấy bọn nó vào chửi với. Thôi tắt đi, đi sớm đi ngủ. Tôi nói là nếu mà là chồng được blog đầu tiên. Tại sao lại có những hình ảnh kích thích như này trên mạng nhỉ? Lại tưởng bán mua đông không. Kích bản tiếp tục đấy, chọn hình nhá, góc quay đúng giờ rồi hướng dẫn rồi tác bạn bè nhá, phải có, đặc biệt là làm phải có game thì mình phải từ từ thôi. Hôm nọ ra mùi lên game khoe tiền đúng không, chẳng đứa nào nó thích cả, mặc dù nó rất thích tiền. Ngày xưa tôi làm livestream mọi người vào kênh YouTube nhá. Và kênh YouTube của tôi ấy, tìm cái bài live stream đấu giá. Ngày xưa tôi là người đầu tiên làm đấu giá live stream. Rất là thành công luôn, bán đá quý. Một năm trước, đá quý là một sản phẩm các anh chị không định giá được. Nên là cứ khởi điểm không đồng cho đấu. Thế là tranh nhau vào mua. Cứ người trả 100, 101, 102, 103, đẩy nhau lên. Cái giá nào mình bán được mà mình biết, đúng không? Cái giá không bán được thì mình tự để vào mình trả giá đè nó để sản phẩm đấy không bán. Vì bán cho ai? Bán cho chính mình. Mình vẫn tuân thủ luật chơi mà, đúng không? Ví dụ 300.000 mình mới bán được, mình bắt đầu hòa vốn mà có lãi thì nó cứ giảm 200 mà chết cha mình rồi, thì cái đứa 300 là ai? Là mình. Nhưng mà đứa nào giảm 301 thì nó sẽ được mua đấy, thì không can thiệp. Ôi giời, bán kinh hoàng luôn. Hồi đấy là một tháng bán thử
doanh số cũng bán được khoảng 250 triệu một tháng, buổi tối mỗi tối bán khoảng 10 triệu tiền hàng. Tôi live stream từ 8 giờ tối đến 23 giờ đêm. Tất nhiên là làm để cho mọi người biết là tôi nói là tôi làm được. Và tôi live stream thì nói chuyện phiếm cho mọi người chỉ có thích mê thôi, thì chuyện gì tôi nói được, chuyện gì tôi tránh được. Nguyên tắc live stream là mọi người phải biết nói chuyện phiếm, đúng không? Mọi người biết thu hút càng đẹp, càng chuyện hay, càng chủ đề hấp dẫn. À, rồi chia sẻ rồi chơi game, bây giờ nó nhiều game hay lắm, những cái game vớ mà đừng làm game cãi não nhé. Cái game vớ mà kiểu như là cây gì mà không có quả sao nó nói comment để các tương tác này, con gì không có mồm à, kiểu thế. Một người một lần xem rất là đông, sau bắt đầu có những bọn thì nó trẻ hơn thì nó lại chơi cái bài là cứ comment xong rồi nó cào thẻ, nó cứ cào cái thẻ 20.000 này, cứ 10 người comment lại cào thẻ, mà tối hết được triệu nhưng mà được xèo nó cực kỳ kinh khủng. Tôi biết có một con bé mà nó bán son nhá, nó live stream bình quân được khoảng 4.000 người xem cùng lúc, tối nào họ được chốt mấy trăm đơn hàng, nó bán cũng độ 100.000 một cây sợi dây son. Tôi nó bán kinh. Đấy, ngày xưa tôi làm bán đấu giá. Kiếm tiền không khó đâu, tất kiếm được nhiều tiền thì khó. Thực sự nói mọi người kiếm được nhiều tiền là khó. Còn nếu mà kiếm được tiền thì không khó. Này tôi live stream buổi tối này, cô kiếm được mấy triệu một tối. Thế bây giờ tối làm gì ra mấy triệu? Có đúng không ạ? Đấy là lý do tại sao mà bạn rất là đấy. Đây, cảnh đây, tôi kết hợp với một bên, tôi làm cho họ xem, tôi làm cho họ sau này tôi kiếm người cho họ, tôi dạy lại rồi tôi đi. Tôi chỉ hay làm kiểu thế, chứ bắt đầu ngồi live stream này chắc chết. Đây là cảnh này, đá quý xung quanh người này. Đấy, máy tính này. Sau một phía đằng trước là có một cái điện thoại. Đấy, nó bắt đầu live stream đấu giá. Bán rất là tốt. Nhưng không phải là sản phẩm nào các bạn cũng áp dụng được như thế, mà đã là từ hơn một năm trước rồi. Nếu như nhân đây tôi nói là nếu như tôi vẫn duy trì cho đến bây giờ là tôi cực kỳ kinh khủng rồi. Được theo dõi được mua bán rất là tốt. Mọi người phải kiên nhẫn. Làm gì cũng phải kiên nhẫn. Bây giờ không có một cái mô hình nào các bạn học một hai buổi một hai khóa học về các bạn tỷ phú ngay, không có đâu. Nha. Nếu mà muốn làm như thế thì sẽ chơi kiểu là kêu gọi đầu tư tiền ảo trả lãi cho người vào sau ấy, sau đấy thì thuần thì cách đấy nhanh giàu lắm. Và Interpol truy nã toàn quốc, tên thương hiệu rất nổi tiếng. Các bạn phải kiên nhẫn xây dựng mô hình cùng với chúng tôi, bên từ sản phẩm, bên từ mô hình, bên từ phương pháp và đào tạo liên tục. Chỉ có một cách như thế mọi người mới có thể bền vững được. Sản phẩm tốt rồi thì chỉ được là tăng trưởng cái cơ hội bán hàng thôi. Đấy, một buổi live stream các bạn cố gắng là khoảng tầm tiếng rưỡi hai tiếng là đẹp nha. Nguyên tắc của live stream là càng live stream thì thời gian người ta càng xem đông, tiếng rưỡi hai tiếng là đẹp. Và hãy coi rằng đấy là một công việc bán hàng, chứ không phải là đấy là một cái buổi lên chơi chơi. Tại vì tâm thế của một buổi lên chơi chơi khác tâm thế của buổi lên bán hàng. Đồng ý không? Các chị đồng ý với tôi không ạ? Mình nghiêm túc với nó. Ví dụ như bạn Hoa, tôi, bạn ấy thì nói với tôi là ôi, tôi live stream xong đó tôi share cái live stream này vào YouTube. Thế là tôi bán được rất là nhiều từ cái YouTube đấy. Và tôi thấy tốt, cứ thế mỗi tuần làm cho tớ hai số là sẽ có tiền. Vì sao? Suy cho cùng ai cũng cần mua hàng cả. Vấn đề là người ta mua của ai và mua sản phẩm gì, giá bao nhiêu thôi. Bạn đều có nhu cầu hết. Quần áo đẹp bạn có nhu cầu, đồ ăn ngon bạn có nhu cầu, chương trình đào tạo kiếm tiền bạn có nhu cầu, du lịch bạn có nhu cầu, thuốc giảm cân tăng cân bạn có nhu cầu. Vấn đề là mua của ai.
Ngày xưa cái mô hình này nếu mà mình phát triển sớm vài năm trước thì lúc đấy người ta chưa có người làm.